được nghe từ trong những câu kinh bên mẹ. Chuyện tình Giê-xu tôi đã được nghe thuở cùng cha ê a nguyên câu. Chuyện tình Bethlehem giang. Kính thưa quý vị, thành lễ cũng muốn nói thêm quý vị là tôi biết được cha Long còn phụ trách về một cái mỗi làng khác, đó là ngôi làng dành cho những người bị bệnh phong cui. Xin cha cho con biết, ngoài những cái mà chuyện cha kể là cho dân tộc Kinh, anh em các sắc tộc khác nhau, thì cha còn lo cho những người mà bị mắc bệnh phong cui. Cha có thể nói rõ về vấn đề này thưa cha. Kính thưa anh thành lễ, kính thưa quý anh chị em, thì trong cái vùng của giáo xứ Gia Tô mà tôi đang coi, ngoài những người người Kinh, những người đồng bào Gia Rai, còn có anh chị em Phong Cùi, có hai làng Phong Cùi toàn hoàn toàn là các những người đồng bào Gia Rai. Những người này khi mà bị bệnh Phong Cùi thì họ bị đuổi ra khỏi làng, họ không được ở trong làng, và vì thế họ phải sống ở một cái nơi xa lánh dân làng. Và những người bị Phong Cùi như vậy thì họ ở lại ở với chung với nhau thành một cái làng, thành một cái làng Phong tự nhiên, nó phát sinh thành một cái làng Phong. Thì ở cái vùng mà tôi đang coi thì có hai làng Phong, một làng có khoảng 35 hộ và một làng nhỏ hơn là khoảng 22 hộ. Thì anh chị em này lúc đầu thì rất là đau khổ, rất là tội nghiệp. Khi mà tôi đến thì anh chị em này rất tay chân còn máu me, ghẻ lở, và giơ tay ra bắt tôi không dám bắt, nhưng mà rồi sau cuối cùng là tôi cũng bắt và tạm xoa dịu cái nỗi đau của họ về những cái sự khinh bỉ, sự xa lánh của những người dân làng, nghĩa là của nhiều người nữa, và như vậy họ cảm thấy an ủi hơn. Và hiện nay có các thầy đang giúp đỡ cho họ rửa vết thương hàng tuần cho các chị em học về y tế đến mà phát thuốc và giúp cho họ. Thì hiện nay tay chân của họ đã khô lành hơn và sạch sẽ hơn, và con cái của họ thì không còn bị cùi nữa vì đã được chăm sóc kỹ càng. Và vấn đề đời sống của họ vẫn còn khó khăn và không có đầy đủ, bởi vì những người bệnh tật thì họ không làm gì được, chỉ trông nhờ vào những mạnh thường quân, những ân nhân chia sẻ để họ có thể sống những ngày còn ở trần gian này. Kính thưa cha, con rất cảm ơn về những công việc của cha cũng như các thầy và các sơ cũng như là các bác sĩ khắp mọi nơi, các anh em đã chữa thoát bệnh phong cùi là một bệnh lây truyền nhiễm, nhưng chúng ta cũng xoa dịu về mặt tinh thần. Thưa cha, con được biết là bệnh phong cùi cũng khắp mọi nơi cũng có, bởi vì trong cuộc sống thì bây giờ để cho tất cả các hội, các phái đoàn được biết thì mình có cách nào để làm thêm khi mà tới đây, chẳng hạn ngoài thuốc men nè, rồi chúng ta có sự dạy cho người ta về cách sống nè, hoặc là cách lai truyền như thế nào để khỏi lây lan cho con cháu hoặc là những người xung quanh, cha có biện pháp chia sẻ thêm. Thì hiện nay thì có các thầy cũng các sơ cũng đến chăm sóc và hướng dẫn họ sống vệ sinh sạch sẽ hơn, thì cái bệnh nó cũng không có còn phát triển, và không phải vì thế mà nó đã hết. Thì hiện nay cũng có một số người, một số anh chị em cũng bắt đầu bệnh phong nó phát triển, nó tái phát, nó phát sinh đó. Mà nhiều khi những cái này mà mình không biết mà để ngăn chặn thì nó dễ lây lan, nhất là những cái bệnh mà nó tiềm ẩn mà người ta không biết đó. Và theo các bác sĩ chuyên môn người ta nói là rất là dễ lây, cho nên phải giáo dục cho anh chị em vệ sinh sạch sẽ, và nếu có bệnh là phải đi chữa liền để được ngăn chặn. Hiện nay thì nhà nước nói là đã xóa bệnh phong, thì đó là cũng là cũng có một phần, nhưng mà vẫn còn, nếu mà mình không có chăm lo cho bà con thì bệnh phong có thể phát sinh trở lại.
Con rất cảm ơn quý vị và một lần nữa xin thay mặt cho tất cả các ân nhân xin cảm ơn cha rất nhiều. Và mong quý vị chúng ta hãy đến ngôi nhà thờ này, chúng ta giúp cho những người dân tộc thiểu số anh em ở đây. Nhưng chúng ta cũng nhớ này, ở đây có hai làng Phong Cùi mà cha Long đang lo. Và nếu có dịp quý vị hãy giúp cho những làng Cùi này, bởi vì họ là những người vừa bệnh và cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian, để xoa dịu những cơn đau. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều ạ. Con xin kính chào cha. Cảm ơn tất cả quý vị ân nhân, cảm ơn tất cả anh chị em. Thua cùng cha e áng nguyên cầu, chuyện tình bê lem giang sinh lặng lẽ, chuyện đôi cao đớn đau thập hình, thiết tha tiếng yêu ngài cho khắp ngàn dân. Chuyện tình Giê-xu nay tôi được nghe, từ cuộc sống quanh tôi bao ngày. Chuyện tình Giê-xu. Chị với chú cho con hỏi thăm chút xíu là những cái đồ này là như thế nào vậy chú? Những cái đồ này là mình ở đâu ạ? Những cái đồ này nè, mà mỗi người lấy một cái đó, con thấy là mỗi người lấy một cái đó là nó ở. Dạ sao ạ? Dạ, nhưng mà đồ này là của ai ạ? Dạ dạ, tức là đồ cũ, đồ mình lấy về mình sử dụng đúng không ạ? Dạ, chú nhà mình bao bao nhiêu nhân khẩu chị? Bao nhiêu người ạ? Bao nhiêu? Dạ nhà chị. Ba con ba cái nhiều trong người. Chị bao nhiêu cháu rồi chị? Có nhiều cháu, 7 cháu. 7 cháu. Dạ, chị hôm nay bao nhiêu tuổi ạ? 50 tuổi, dạ. Rồi, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn. À, những cái bộ đồ này là chú mang về cho con cháu của mình hay sao chú? Dạ, cho cháu. Mình ở đây xa không chú? Mình từ nhà mình lại đây là khoảng bao xa ạ? Từ nhà mình đi lại đây là khoảng bao xa chú? Dạ. Sát bên hả chú? Không, nhưng mà mình đi khoảng bao nhiêu lâu ạ? Mình đi khoảng bao nhiêu lâu? Đi bộ hay là đi bằng gì chú? Đi xe ạ? Dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Câu kinh bên mẹ, chuyện tình Giê-xu tôi đã được nghe, thuở cùng cha ê áng nguyên cầu. Chuyện tình Bethlehem giang sinh lặng lẽ, chuyện đôi cao đớn đau thập hình, thiết tha tiếng yêu ngài cho khắp ngàn dân. Chuyện tình Giê-xu nay tôi được nghe, từ cuộc sống quanh tôi bao ngày. Chuyện tình Giê-xu nay tôi được nghe, là vòng tay yêu thương mở rộng, tình người trao nhau thiết tha nồng ấm, tình dịu xoa vết đau cuộc đời, dục ra tôi chung góp chuyện tình thiết tha. Chuyện tình Giê-xu sáng mãi trong lòng nhân loại. Chuyện tình Giê-xu về bên hạnh phúc, chuyện tình Giê-xu mùa xuân mãi thắm tươi cho đời, chuyện tình Giê-xu câu chuyện tình của mỗi chúng ta, chuyện tình Giê-xu sáng mãi trong lòng nhân loại, chuyện tình Giê-xu dẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện tình Giê-xu mùa xuân mãi thắm tươi cho đời. Chuyện tình Giê-xu câu chuyện tình của mỗi chúng ta. Chuyện tình Giê-xu câu chuyện. Mỗi chúng ta.